Nhìn cảm giác cây nó bụng chạy. Chào anh em. Hôm nay là ngày mùng 1, sớm mai mùng 2 đầu tháng. Những cái đẹp, cái linh thiêng của khí trời đã về với cây hàng độc.vn tại đất Chí Linh, Hải Dương. Các bạn đang xem đây là một tác phẩm gọi là đại, siêu đại, đại dáng siêu. Đại dáng siêu này đã về, chúng tôi lên bệ được một tuần rồi, bắt đầu xây bệ. Cụ đại này có tuổi đời độ khoảng 180 năm tuổi, đã qua thẩm định tại đất Lào. Khi tôi khai thác cây đại này ở một nhà trường bảng của bên Lào, thì ông bảo đến đời của ông là đời thứ 8 rồi. Tức là đời bố, đời con cách nhau độ khoảng 18, 20 tuổi là sinh ra một người con, 8 đời rồi. Dự kiến là cây đại này cũng phải 180 năm tuổi. Đấy về cái liên đại của nó. Cái chỗ các bạn đang xem lên nó có một cái thân bệ dài độ khoảng 2m3. Từ đầu này đến đầu kia phải cỡ độ khoảng gần 3m đấy. Đấy, gần 3m. Đấy, giang tay ra. Riêng cái chỗ phần này là độ khoảng 2m. Còn cái phần rễ nó lổi ra cái chân của em Vinh kia, nó phải cỡ độ khoảng 3m là ít. Hơn 3m. Đấy. Bác Tình là một người anh của tôi trong giới cây của đất Hà Thành. Hôm nay cũng đi cùng với em Minh để chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền bí của cổ đại dáng siêu long. Đây là bạn Vinh. Bạn Vinh này ở đất Chí Linh, Hải Dương, người giúp tôi trông coi, bảo vệ, uốn nắn cây của cây hàng độc.vn tại đây. Các bạn đang xem cái bệ này nó nổi cao độ khoảng lên chỗ tay của bác Tình kia độ khoảng 80cm từ mặt đất. Còn bên này thì nó vát xuống thì còn 60cm. Sau này chúng tôi sẽ bới chân ra và để các cái chân thạch thùng nó bò. Thì mới lổi cái bệ phong nha kẻ bàng này lên, hang động này. Hang động kẻ bàng. Các bạn thấy hang động nó kinh nhỉ? Được cái hang động như thế này này. Của cái dòng đại này thì gần 200 tuổi rồi. Đấy các bạn thấy chưa? Tôi quay chậm cho các bạn xem nhé. Vẫn còn sống các cái, đây các cái mầm vỏ của nó vẫn vào. Đấy bác Tình bác nhặt chỗ kia này. Đấy, đấy là vẫn là vỏ cây nhé. Nó bọc vào. Nó bọc vào. Chứ không phải là chết đâu nhé. Bấu bấu là nó bọc vào, nó ăn vào. Cái phần ngang này độ khoảng 90cm. Phần bệ đế dài từ đây lên là độ khoảng 2m. Các bạn xem. Này, sự biến thiên của nó ác kìa. Thấy cái chân bên này ác kìa. Chân bên này nát nó lượn lên. Lắc nó lượn. Kinh khủng. Già, cỗi. Hóa lũa. Đây, đoạn này là đoạn hóa lũa các bạn, nó đen xì này. Cái hóa lũa này kinh lắm. Máy cưa khéo còn rụt đấy. Đây. Đấy. Hóa lũa nhưng mà vẫn có đường ăn đây bác Tình này. Vâng, đây này. Chắc lắm. Vâng. Vẫn còn các vỏ tươi nó bám nó sống cái này. Chứ không phải nó hóa nó chết đâu nhá. Cho nên nó không bao giờ nó mục. Đấy, các đường ăn của nó vào. Tổng bay cây này là 6 mét các bạn nhá. À, đến chỗ bác Tình kia là độ khoảng 2m rưỡi. Dòng khác chỗ chết này nó lại trơ rồi. Nó trơ mà nó cứng. Chống rửa rất mạnh bằng máy áp lực mà không bay tí nào luôn. Gỗ nó cứng. Gỗ rất chi là cứng luôn. Rất cứng. Rất tốt, không mục. Bay từ đầu đến cuối vào cỡ độ khoảng 6m. Trung bình thân đường kính độ khoảng 40. Tức là vanh nó vào cỡ độ khoảng 130 chỗ vanh thân. Nhiều mắt ngủ lắm. Bay cao từ mặt đất lên độ khoảng 2m. Từ mặt đất lên đến gầm thì nó vào cỡ 2m. Đấy, từ mặt đất lên đến gầm sau này nó vào cỡ 2m và lên đến đỉnh đầu nó vào cỡ 3m. Em với đã 2m3 rồi này. Ờ đấy. Sau này hơn thôi cứ tính là 3m. Hơn 3m. Rồi các bạn hãy nâng alo lên và điện thoại cho chúng tôi nhá. Chúc mừng với cây quý đã về với đất Việt. 0977 830088.
Xin chân thành cảm ơn bác Tình, em Vinh và em Thành đã cùng chung ý tưởng với tôi về đưa cây độc lạ về với đất Việt. Xin chân thành cảm ơn.